Kỳ nghỉ hè mới chỉ bắt đầu nhưng liên tiếp nhiều vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra. Vào trưa nay 30 tháng 5, 5 học sinh tại huyện Yên Hành, Nghệ An rủ nhau đi tắm hồ và đã vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước mỗi khi mùa hè đến tại các vùng nông thôn. Theo đó, một nhóm khoảng 15 học sinh học lớp 8A trường trung học cơ sở Trung Thành rủ nhau tới khu vực đập Trại Xanh ở xã Bắc Thành để dã ngoại. Sau khi ăn uống xong, nhóm học sinh này xuống đập nước để tắm thì có 5 em, gồm 4 nữ và 1 nam bị trượt chân xuống khu vực nước sâu trong hồ nên chới với kêu cứu. Phát hiện bạn gặp nạn, những em còn lại chạy lên bờ tìm người lớn đến cứu. Tuy nhiên khi người dân địa phương đến nơi thì không kịp, cả 5 em nhỏ đã bị chìm xuống dưới hồ. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Thành thì hồ Trại Xanh không lớn, tuy nhiên lòng hồ có một số chỗ khá sâu. Do các cháu không biết bơi thì bị trượt chân xuống chỗ sâu đã hoảng loạn, sau đó cố bấu víu vào nhau nên cùng bị đuối nước.